Christmas. Xin chào cả nhà nha. Bây giờ là mình sẽ hướng dẫn cho các bạn học viên tại lớp của mình sơn thường và cách design vẽ bằng sơn thường ha. Sơn thường còn gọi sơn dầu của các bạn ha. Thì bây giờ mình sẽ dùng cái chai màu đỏ này. Mình sẽ vẽ lên nha. Ê, mình sơn lên trước nha. Đầu tiên các bạn sẽ sơn một cái lớp. Sơn một cái lớp màu đỏ. Đây. Sơn một cái lớp màu đỏ các bạn. Cho lên đây chút cho tròn cái móng nha. Rồi cầm lên bên này. Rồi qua đây. Rồi ok. Rồi xong sau đó mình chờ tí xíu các bạn. Chờ mấy giây. Chờ mấy giây để cho nó hơi khô khô tí xíu nha. Rồi bây giờ mình chuẩn bị mình sẽ sơn tiếp một cái lớp thứ hai nữa ha các bạn. Đây mình sẽ sơn một cái lớp thứ hai đây các bạn. Mình không đè nha các bạn, mình sơn lướt thôi. Các bạn thấy mình sơn lướt không? Thành đất cô sơn lướt lướt đúng không? Quay coi nè em quầy. Coi này đi quầy. Rồi xong tiếp tục. Sau đó mình sẽ lấy cái chai màu trắng, sơn thường màu trắng nha các bạn nha. Mình đang chỉ hướng dẫn sơn thường mà nó rất rõ ràng qua sơn treo nha các bạn. Sơn thường nha. Rồi xong sau đó mình sẽ nhỏ nè các bạn, mình nhỏ một giọt vào đây. Rồi ở đây mình lại tiếp tục mình lấy nữa. Các bạn nhỏ nhớ đừng để cho nó bị dính cái cọ vô nha. Nhỏ khéo khéo nha. Rồi ok. Mình nhỏ 3 giọt các bạn thấy nha. Rồi bây giờ mình sẽ đi ha. Mình sẽ dùng cái tăm nè các bạn. Dùng cái tăm mình sẽ đi liền nha. Đầu tiên mình từ đây mình đi lên đây nè. Rồi sau đó mình xuống đây nè. Mình đi qua đây nè, mình đi ngược qua đây nè các bạn. Rồi mình đi xuống đây nè, rồi mình đi ngược qua đây nè, đi qua đây nè, nhiều cái thật để các bạn đi. Từ đây rồi mình kéo nó xuống các bạn. Đây mình sẽ ra được một cái bông như thế này đi cả nhà. Thấy không vậy? Mình đi theo kiểu kéo sơn nè em. Thì sau khi này xong thì chúng ta sẽ bắt đầu chúng ta sẽ sơn tớp lên ha. Rồi là một mẫu khác nữa nha cả nhà. Rồi lại tiếp tục nữa, cắm sẽ bắt đầu cũng sơn thường từ đây ha. Cắm đi xuống đây. Rồi mình chờ tí xíu ha, chúng ta xem bắt đầu mình làm lần thứ hai. Mình sẽ quét thêm một lần nữa. Rồi được chưa ha. Xong sau đây để qua bên. Rồi bây giờ Cẩm sẽ tiếp tục, Cẩm sẽ lấy cái chai Cẩm sơn hơi bị thiếu miếng chạy đi. Các bạn nhớ sơn canh dùm Cẩm ha. Rồi ở đây nha, giờ Cẩm sẽ làm một cái khác nữa. Một cái này. Được chưa? Rồi mình nhớ lấy sơn thêm nha. Một cái này nữa. Được chưa ha. Rồi ok. Cẩm sẽ quẹt nha. Ở đây Cẩm sẽ quẹt xuống đây. Snowflakes falling down. It's Christmas time. Ha. Nếu các bạn có màu xanh các bạn quẹt đây thì nó sẽ ra màu xanh. Các bạn có màu trắng các bạn chấm nhẹ cái màu vàng. Chai sơn thường màu vàng chấm nhẹ sau các bạn quẹt liền luôn. Thì chúng ta sẽ ra được cái hoa. Đó là những cái mẫu rất là đơn giản mà thực tế các bạn làm sơn thường. Hiểu không? Nó nhanh gọn là. Đó, mình xong rồi. Mình nhìn tấm hình treo đúng không chị? Đó. Vậy sao mà mình sơn tớp á, chị có tớp thường không? Đó không? Tớp. Dạ, bấm sơn thường á thì mình quét lên một cái nó rất là đẹp. Nó lên đẹp lắm. Ha, này là Cẩm mới chỉ vẽ vài cái đơn giản căn bản để cho mình xem những cái mẫu đơn giản nha. Rồi Cẩm làm thêm một mẫu nữa cho các bạn xem. Bác bạn này nó đúng. Chó xanh lá là vẽ mẹ lên. Ừ. Rồi, tiếp tục ha. Con đi học á, lấy đồ nhựa ra. Rồi bây giờ Cẩm sẽ sơn tiếp cho các bạn xem ha. Từ những cái mẫu sơn thường này các bạn làm rất là nhiều kiểu. Một chút dưới đi cũng khỏi làm lên cao. Đây, một lớp. Lớp thứ hai.
sau đó bây giờ Cẩm sẽ tiếp tục nha. Cẩm lại tiếp tục sân thường. Cẩm lấy ra để làm cho các bạn xem. Các bạn chấm một cái bên đây. Được chưa? Rồi. Để đây các bạn đi. Rồi xong sau đó mình sẽ lấy khi nó khô mình lấy cái nhũ kim tuyến mình đồ vô lại thì mình cũng ra được một cái sân thường. Còn nếu như các bạn có màu xanh thì các bạn sẽ ở trên đây các bạn sẽ vẽ một cái lá nữa ha. Nhưng mà do không có màu xanh thì đây Cẩm sẽ chấm nhẹ miếng đây. Chấm nhẹ đây. Cẩm sẽ quẹt nhẹ xuống đây. Nhưng mình không có màu xanh chứ này mình có màu xanh vô thì nó sẽ là một cái lá nha chị. Do mình không có màu xanh ha thì mình sẽ vẽ một cái lá, mình sẽ vẽ một cái lá nhỏ chút xíu đây. Rồi mình sẽ vẽ một cái lá nhẹ đây ha chị, thành ra một cái cây được không. Rồi sau đó mình sẽ lấy sân thường mình chấm ra đây. Cái đầu này nè. Mình chấm đây nè chị. Được chưa? Một mẫu nè. Nó được mẫu á, tôi xin thường á, các bạn hiểu không? Đó, thì khi mà các bạn làm á thì mình biết được kỹ thuật của nó thì mình có thể mình tạo ra mẫu này mẫu kia từ bằng một cái chai sơn thường. Các bạn có thể tạo rất là nhiều, chứ riêng là chỉ có vẽ treo mình mới vẽ được thôi ha. Rồi còn gì không hiểu trong bài học này không? Rồi còn lại là gì, sự sáng tạo của các bạn, và các bạn tự đề coi các bạn vẽ ra những cái hoa gì mà các bạn muốn, màu gì các bạn muốn, màu gì thì các bạn mua chai sơn thường màu đó thì các bạn sẽ ra hoa. Ví dụ hoa màu hồng, hoa màu gì thì cũng từ những cái bước này mà chúng ta đi ra thôi ha. Rồi ok. Zoom gần lại cho cô đi, sao anh ta không thấy được. Đó, quay về zoom gần vậy nó mới thấy được ha. Rồi bây giờ coi có nào khô chưa. Nào khô á thì chúng ta cái nào khô á thì chúng ta sẽ sơn tớp lên các bạn ha. Sơn tớp lên thì nó sẽ rất là đẹp nha. Rồi thôi, nè đây. Đây là những mẫu nãy giờ mình vẽ đây các bạn. Mình làm đây. Đây cả nhà. Đây. Ha. Đây, đó, quay gần gần. Gần lại người ta mới học được, đúng rồi đó, vậy đó. Đó các bạn ha, đây là những mẫu của sơn thường ha, vẽ bằng sơn thường bằng cây tăm hết cả nhà. Rồi bye bye, chào tạm biệt các bạn nha. Hẹn gặp lại các bạn ở những clip sau nha. Rồi.